Trước hết cho cô gửi lời chào đến toàn thể các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai, giáo viên bộ môn vật lý của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Thì rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy trên truyền hình của bộ môn vật lý lớp 11. Thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em về chủ đề là định luật ôm đối với toàn mạch, ghép các nguồn điện thành bộ và phương pháp giải bài toán toàn mạch. Như các em đã biết, nếu như cô có một đoạn mạch có điện trở là R và khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện điện khí là U, thì trong mạch sẽ sinh ra một dòng điện Y. Và dòng điện Y này có độ lớn được xác định theo định luật ôm, đó là Y bằng UAB trên cho R. Cô xét mạch điện kính gồm có nguồn điện có sức vận động là E, điện trở trong E là nhỏ. Mạch ngoài có điện trở tương đương là RN, điện trở toàn phần là RN cộng R nhỏ. Như vậy, cường độ dòng điện qua mạch điện kính sẽ có mối liên hệ như thế nào đối với sức vận động và điện trở toàn phần của mạch? Thứ hai, nếu như cô có nhiều nguồn ghép với nhau, thì bây giờ bài toán toàn mạch sẽ được giải như thế nào? Và chúng ta đi vào chủ đề, đó là định luật ôm đối với toàn mạch, ghép các nguồn điện thành bộ và phương pháp giải bài toán toàn mạch. Có một nhà vật lý học là người Đức, ông tên là Ôm. Ông là người đầu tiên đã tìm ra được mối liên hệ giữa cường độ dòng điện qua mạch chính và các đại lượng khác trong mạch. Dựa trên các thí nghiệm của ông, như vậy nội dung của định luật đó là gì? Thì chúng ta đi vào phần số 1, định luật ôm đối với toàn mạch. Cô xét mạch điện kính có cường độ dòng điện là Y, chạy qua mạch trong khoảng thời gian là T, thì công do nguồn điện sinh ra được xác định theo công thức là A nguồn bằng Ơ nhân Y nhân cho T. Đồng thời trong khoảng thời gian đó, nhiệt lượng tỏ ra trên toàn mạch là Q bằng mở ngoặc RN cộng R nhỏ, đóng ngoặc, nhân Y bình và nhân cho T. Mà theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng thì A nguồn bằng Q thì dẫn đến là Ơ, sức vận động của nguồn sẽ được xác định theo công thức là bằng Y nhân mở ngoặc RN cộng R nhỏ. Từ biểu thức của sức vận động của nguồn điện mà ta sẽ suy ra được về biểu thức tính của cường độ dòng điện Y trong mạch là Y bằng Ơ trên RN cộng R nhỏ. Ơ gọi là sức vận động của nguồn điện có đơn vị là Vôn. Y cường độ dòng điện qua mạch chính có đơn vị là ampere, ký hiệu là chữ A. RN được gọi là điện trở tương đương của mạch ngoài, R nhỏ điện trở trong của nguồn điện, RN cộng R nhỏ được gọi là điện trở toàn phần của mạch, và tất cả các điện trở này có cùng một đơn vị đó là ôm. Thì từ biểu thức ta dễ dàng nhận thấy được mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua mạch điện và sức vận động của nguồn, kể cả điện trở toàn phần của mạch. Và đó cũng chính là nội dung của định luật ôm. Và thì định luật ôm được phát biểu như sau: cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kính tỷ lệ thuận với sức vận động của nguồn điện và tỷ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch điện đó. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng. Vận dụng câu C3 trang 52 sách giáo khoa. Một pin có số ni trên vỏ là 1,5V, điện trở trong là 1 ohm. Mắc một bóng đèn có điện trở 4 ohm vào hai cực của pin để tạo thành mạch điện kính. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu của nó. Thì dựa vào các giả thiết của đề bài, cô tóm tắt lại đề như sau: Ơ bằng 1,5V, R nhỏ bằng 1 ohm, RD được gọi là điện trở của đèn bằng 4 ohm, và điện trở của đèn này chính là điện trở của mạch ngoài, dẫn đến Y của đèn sẽ bằng Y của mạch. Để yêu cầu chúng ta tính về Y đèn và U đèn, thì theo định luật ôm, đối với toàn mạch, Y bằng Ơ trên RN cộng R nhỏ,
bằng 1,5 trên cho 4 cộng 1 bằng 0,3 ampere và bằng luôn giá trị Y đèn. Sau đó các em sẽ đi áp dụng định luật Ohm của đoạn mạch ở thay đầu của bóng đèn thì ta được U đèn bằng Y đèn nhân R đèn và bằng 0,3 nhân cho 4 và bằng 1,2 đơn vị là vôn. Sau đây mời các em quan sát về các cái hình ảnh được ghi nhận từ thực tế thì các hiện tượng cháy điện và chập điện trong mạng điện sinh hoạt gia đình ở nước ta mỗi ngày càng tăng lên. Như vậy, đây là hiện tượng gì trong vật lý và có cách khắc phục như thế nào? Phần 1.1. Hiện tượng đoạn mạch. Nếu ta nói hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn, thì điều gì xảy ra trong mạch điện? Theo định luật Ohm đối với toàn mạch, Y bằng E trên Rn cộng R nhỏ. Vì điện trở của dây không đáng kể, Rn bằng 0, thì cường độ dòng điện qua mạch sẽ có giá trị lớn nhất, Y bằng E trên R, và đây được gọi là hiện tượng đoạn mạch. Ở câu C4 trang 52 sách giáo khoa, hãy cho biết vì sao sẽ rất nguy hiểm nếu hiện tượng đoạn mạch xảy ra đối với mạng điện ở gia đình. Biện pháp nào sử dụng để tránh không xảy ra hiện tượng này? Thì theo các em đã biết là mạng điện trong gia đình của chúng ta thường sử dụng ở hiệu điện thế là 220V. Và khi xảy ra đoạn mạch thì dòng điện qua dây dẫn sẽ rất lớn, tỏa nhiệt mạnh, dẫn đến nổ và cháy. Để tránh không xảy ra hiện tượng này thì người ta dùng cầu chì để khi mà xảy ra đoạn mạch, cầu chì kịp nóng chảy và tự động dứt mạch trước khi dụng cụ điện bị hư hỏng. 1.2. Đó là hiệu suất của nguồn điện, là đại lượng cho ta biết về cái hiệu quả làm việc của nguồn điện có đạt như mong muốn hay không. Thì hiệu suất này sẽ được ký hiệu đó là chữ H. Và H sẽ bằng công có ích là A có ích trên công toàn phần, ký hiệu là ATB, là bằng UN nhân Y nhân T trên E nhân Y và nhân T, bằng UN trên cho E. Hiệu suất này sẽ có đơn vị là phần trăm, cho nên khi các em tính toán ra thì thông thường ở trên các biểu thức các em sẽ ra một con số bé hơn 1, cho nên các em sẽ nhân thêm cho 100. Nếu ta có một bóng đèn giới thiệu điện thế định mức là 3V và một số các pin có sức điện động loại 1,5V, thì ta phải mắc mạch điện như thế nào để đèn sáng bình thường? Vấn đề đặt ra là phải ghép các nguồn điện với nhau để có một bộ nguồn tương đương với sức điện động và điện trở trong phù hợp với yêu cầu sử dụng. Bây giờ các em sẽ đi vào phần số 2, đó là ghép các nguồn điện thành bộ. Ở nơi đây cô sẽ hướng dẫn cho các em về hai cách ghép của bộ nguồn chủ yếu, đó là bộ nguồn ghép nối tiếp và bộ nguồn ghép song song. Đối với trường hợp bộ nguồn ghép nối tiếp thì chúng ta thấy đây là một bộ nguồn mà gồm có các nguồn được ghép với nhau một cách liên tiếp. Cụ thể, cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp theo. Và do trong mạch có rất là nhiều nguồn điện ghép nối tiếp, cho nên người ta sẽ thay thế thành một nguồn có sức điện động là E bộ và điện trở trong là R nhỏ bộ. Như vậy E bộ và R nhỏ bộ này được tính như thế nào? Và do hai đầu của bộ nguồn là mạch hở, cho nên lúc đó E bộ sẽ bằng E1 cộng E2 cộng 3 chấm cộng EN. Thì người ta phát biểu rằng sức điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp sẽ bằng tổng các sức điện động của các nguồn có trong bộ. Tương tự, đối với trường hợp điện trở trong của bộ nguồn, ký hiệu là R nhỏ bộ, thì bằng R1 cộng R2 cộng 3 chấm cộng Rn. Thì lúc đó điện trở trong của bộ nguồn cũng được phát biểu sẽ bằng tổng điện trở trong của các nguồn có trong bộ. Và có trong một cái trường hợp riêng, nếu như chúng ta có N nguồn điện, có cùng một sức điện động là E, điện trở trong R nhỏ được ghép nối tiếp, thì bộ nguồn này sẽ được tính như sau. E bộ bằng N nhân E, R nhỏ bộ bằng N nhân R,
và N được gọi là số nguồn giống nhau nối tiếp. Trong trường hợp bộ nguồn về ghép song song, thì nó là một bộ nguồn gồm có N nguồn điện giống nhau và được ghép song song với nhau. Cụ thể, tất cả các cực dương của các nguồn sẽ nối vào cùng một điểm, và các cực âm của các nguồn cũng sẽ nối vào cùng một điểm. Và người ta có thể thay thế cái bộ nguồn gồm nhiều nhánh nguồn song song thành một nguồn có sức điện động là E bộ, điện trở trong R nhỏ bộ. Và ta cũng được E bộ bằng E, R nhỏ bộ bằng R chia cho N. Thì để hiểu rõ hơn về cách ghép, cô đưa ra về hai hình ảnh thể hiện về cách ghép song song và cách ghép nối tiếp. Ở hình A, đây là hai quả pin ghép ở dạng song song. Ở hình số 2, đây là hình ảnh hai pin đang ghép ở dạng là nối tiếp. Và ở đây cô có một cái lưu ý là nếu như mạch điện có ghép nguồn thì cường độ dòng điện qua mạch chính sẽ được xác định theo công thức là Y bằng E bộ trên RN cộng R nhỏ bộ. Thì để hiểu rõ về cách ghép thì cô đi vào phần vận dụng. Đó là mắc một điện trở 4 ohm vào hai cực của một bộ nguồn gồm có N nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp. Mỗi nguồn có sức điện động là 1,5V, điện trở trong 0,5 ohm, cường độ dòng điện chạy trong mạch điện tính là 1A. Tính số N nguồn điện thì từ giả kiện của đề bài, cô tóm tắt lại đề như sau. RN bằng 4 ohm, E bằng 1,5V, R nhỏ bằng 0,5 ohm, Y bằng 1A, và tính N nguồn điện. Thì lưu ý rằng E và R trong trường hợp đề cho, nó chỉ là sức điện động của một nguồn và điện trở trong của một nguồn. Do mạch này là một bộ nguồn cho nên các em sẽ áp dụng định luật ohm trong trường hợp gồm có N nguồn điện là Y bằng E bộ trên RN cộng R nhỏ bộ. Và chúng ta có được N nguồn điện giống nhau mắc nối tiếp, cho nên các em sẽ thay thế E bộ thành N nhân E và R nhỏ bộ thành N nhân R. Sau đó mình sẽ thay thế số và mình sẽ tính ra được N là bằng 4. Bây giờ các em sẽ tìm hiểu về cái mục số 3, phần cuối cùng của chủ đề, và là phương pháp giải bài toán toàn mạch. Khi các em muốn giải được bài toán toàn mạch thì các em cần lưu ý ở các bước. Đó là bước 1 nhận dạng bộ nguồn, bước 2 nhận dạng và phân tích mặt ngoài là mạch có điện trở, bước 3 là các em sẽ áp dụng định luật ohm cho toàn mạch để tính cường độ dòng điện Y qua mạch chính. Bước 4, tìm các đại lượng khác theo yêu cầu của đề bài như là hiệu điện thế U, cường độ dòng điện Y, công suất B hoặc là điện năng tiêu thụ A. Ở bước 1 đó là nhận dạng bộ nguồn, thì các em cần phải phân tích đây là bộ nguồn thuộc dạng ghép nối tiếp hay bộ nguồn ghép song song. Sau đó các em sẽ tính được E bộ và R nhỏ bộ. Ở bước 2, nhận dạng và phân tích mạch ngoài, mạch điện trở. Từ đó tính điện trở tương đương của mạch ngoài hoặc áp dụng định luật ohm cho từng loại động mạch. Khi ghép các điện trở nối tiếp thì cường độ dòng điện qua động mạch bằng cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu của động mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. Và điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần. Còn nếu các điện trở ghép song song thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu của các điện trở thành phần. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng tổng cường độ dòng điện ở các nhánh. Đối với điện trở tương đương của đoạn mạch thì được xác định theo công thức trên. Ở bước số 3, các em sẽ áp dụng định luật ohm cho toàn mạch, nghĩa là các em sẽ vận dụng công thức Y bằng E bộ trên RN cộng R nhỏ bộ. Thì ở đây cô tóm tắt lại một số các công thức mà các em cần lưu ý khi vào giải bài toán toàn mạch là cường độ dòng điện qua mạch chính Y bằng E bộ trên RN cộng R nhỏ bộ.
Theo hiện thế của mặt ngoài là UN bằng Y nhân RN bằng ơ bộ trừ Y nhân R nhỏ bộ. Đoạn mặt Y bằng ơ trên R nhỏ. Trong trường hợp này thì RN sẽ có giá trị bằng 0. Hiệu suất là H bằng A có x trên A thường phần và sẽ bằng UN trên cho ơ. Số 5 đó là về công và công suất của nguồn điện. A nguồn bằng ơ Y nhân cho T, B nguồn thì bằng ơ nhân cho Y. Điện năng tiêu thụ và công suất điện là A bằng U nhân Y nhân T, B thì bằng U nhân cho Y. Bây giờ các em sẽ đi vào bài tập vận dụng. Cho mạch điện như hình vẽ, mỗi pin có sức điện động là 3V, điện trở trong 0,5Ω. Các điện trở R1 bằng 2Ω, R2 bằng 6Ω, R3 bằng 12Ω. Tính. Câu A, điện trở tương đương của mạch ngoài. Câu B, cường độ dòng điện qua nguồn điện. Câu C, điện năng tiêu thụ trên điện trở R1 trong thời gian là 10 phút. Thì đây chính là sơ đồ của mạch điện. Thì dựa vào các cái dữ kiện của đề bài mà cô tóm tắt lại đề như sau. Ơ bằng 3V, R nhỏ bằng 0,5Ω, R1 bằng 2Ω, R2 bằng 6Ω, R3 bằng 12Ω. Câu A tính RN, câu B tính Y, câu C tính A1 trong thời gian là 10 phút. 10 phút thì cô đổi về giây là được 600 giây. Như vậy khi các em muốn giải được bài toán này thì ở bước 1 các em phải phân tích bộ nguồn. Thì dựa vào hình vẽ các em cũng nhận thấy được đây là bộ nguồn gồm có 4 pin nối tiếp. Ở bước số 2 thì chúng ta sẽ phân tích mạch ngoài. Thì mạch ngoài nơi đây có 3 điện trở, cụ thể là R2 song song R3 và cả hai điện trở này cùng nối tiếp với lại R số 1. Vì R2 song song R3 nên R23 bằng R2 nhân R3 trên R2 cộng R3 bằng 6 nhân 12 trên 6 cộng 12 bằng 4Ω. Và do R1 nối tiếp R23 nên R ngoài bằng R1 cộng R23 bằng 2 cộng 4 và bằng 6Ω. Ở câu B, tính cường độ dòng điện qua mạch chính. Do mạch điện có bộ nguồn cho nên ơ bộ bằng N nhân ơ bằng 4 nhân 3 bằng 12V. R nhỏ bộ bằng N nhân R bằng 4 nhân 0,5 và bằng 2Ω. Sau đó các em sẽ đi áp dụng định luật ôm cho toàn mạch là Y bằng ơ bộ trên RN cộng R nhỏ bộ bằng 12 trên 6 cộng 2 bằng 1,5A. Ở câu C, điện năng tiêu thụ trên điện trở R1 thì ta có biểu thức là A bằng U nhân Y nhân T. Do đó các em sẽ tính U1 hoặc là Y1. Và dựa theo sơ đồ mạch thì nhận thấy rằng R1 nối tiếp với lại R23. Cho nên Y23 bằng Y1 và bằng Y mạch bằng 1,5A. Và ta có A1 thì bằng U1 nhân Y1 nhân T. Với U1 bằng Y1 nhân R1. Cho nên ở đây ta có biểu thức là R1 nhân Y1 bình nhân cho T. Thay thế số, ta có 2 nhân 1,5 bình phương nhân 600 bằng 2700 J. Thì về nhà các em sẽ xem lại nội dung của chủ đề, làm tiếp các bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và một số bài tập do giáo viên bộ môn giao cho các em và chuẩn bị nội dung của chủ đề mới. Như vậy, cô đã vừa trình bày cho các em xong về chủ đề của định luật ôm toàn mạch, ghép các nguồn điện thành bộ và phương pháp giải bài toán toàn mạch. Thì sau cùng cho cô gửi lời chúc sức khỏe đến các em. Chúc các em học tốt. Thân ái chào tạm biệt.